Căn phòng có diện tích khoảng 50 mét vuông này được vua đồ cổ Kiên Lê thiết kế theo phong cách cổ xưa. Có 1.000 cổ vật được trưng bày tại đây, trong đó có rất nhiều món giá trị như cuốn thư câu đối sơn son thép vàng thế kỷ thứ 19, những chiếc lục bình cổ từ đời nhà Thanh, bộ sưu tập tượng cổ thập bát La Hán thời Khang Hy và đặc biệt là những bộ tách trà thuộc các triều đại vua chúa Việt Nam và Trung Hoa mà anh đã dày công sưu tầm. Không gian này rất là đặc biệt. Tất cả những cái đồ mà mình sưu tầm được nó là những vật phẩm quý và hiếm, tạo lên một cái niềm đam mê và một đứa con tinh thần của mình ở luôn luôn, ngày nào mình cũng được nhìn và được thấy. Được giới mộ trà trong nước phong tặng danh hiệu vua đầu trà, nhà sưu tập Kiên Lê đồng thời cũng là một bậc thầy về trà đạo. Cũng bởi thế, anh đã dành vị trí trang trọng nhất của căn phòng để bài trí không gian thưởng lãm trà. Đó là bộ bàn ghế cổ triều Nguyễn. Ở trên có những ấm trà tách trà với tuổi đời hàng trăm năm. Hai chiếc bình song cổ khói trầm bay tỏa hương ngào ngạt. Không gian ấy như đưa con người trở về với lịch sử xa xưa, như được ở trong cung điện, phủ chúa thời phong kiến. Đây cũng là nơi anh tiếp chuyện bạn bè và những vị khách có cùng niềm đam mê đồ cổ. Mình đã sưu tập được rất nhiều các bộ trà và ấm trà đẹp. Và từ cái niềm đam mê đó thì mình luôn luôn tìm hiểu về các loại trà đạo để mình thưởng trà, uống trà. Từ sáng uống loại trà nào, trưa uống loại trà nào, chiều uống loại trà nào, tối uống loại trà nào. Và rất nhiều các loại trà, đó là một văn hóa trà của Việt Nam và của Trung Quốc và của thế giới nữa. Ngoài không gian này, ở trong nhà anh còn trưng bày nhiều cổ vật quý hiếm khác. Những cổ vật đặc biệt này được phục vụ cho việc nghiên cứu, tìm hiểu về các nền văn hóa cổ xưa. Tôi rất là ấn tượng, coi như vậy là nó làm thay đổi con người ngay. Làm cho con người mình thấy thoải mái và coi như vậy là sâu lắng trong cái thời điểm bây giờ, đang đứng ở đây. Không gian xưa, đứa con tinh thần này được anh Kiên Lê hoàn thành vào cuối năm 2019. Không chỉ để tận hưởng cho riêng mình, mà luôn sẵn sàng chào đón những người đam mê và muốn tìm hiểu về cổ vật đến thưởng lãm, đàm đạo về cổ vật, về lịch sử, văn hóa và những giá trị của cuộc sống.